đây là những bọc trứng mà trang trại Anh Xuân đi gửi cho các bác khách hàng gần xa mua theo hình thức chuyển khoản này. Đầu xuân năm mới thì cũng có nhiều các bác khách hàng mua để nâng gói và nhiều bác khách hàng mua mới, mua để chăn nuôi theo gói và mua để thử nghiệm. Rồi bán sản phẩm về cho trang trại Thanh Xuân. Bến nào? Đứng ngầm à? Nhân viên thì sẽ ra bến xe để đi gửi cho các bác khách hàng. Đây là xe ô tô của khách hàng về với trang trại Thanh Xuân để mua hàng. Mua giấy đông lạnh, những cái sản phẩm về thương phẩm đấy thì chúng tôi cũng có rất nhiều các bạn hàng cũ và các bạn hàng mới cũng đặt hàng nhiều. Chính thức là hết Tết rồi ạ, hạ hết các cành đào, cành quất đi rồi. Đây các bác xem dế. Dế đẹp. Đang đẻ. Thời tiết vào hè rồi thì các bác có thể tắt bóng đèn đi, nếu mà nóng các bác tắt đi cũng được, hoặc là các bác vẫn thắp bóng đèn thêm cũng được, vì nhiệt độ của con dế thích hợp để cho nó sinh sản và phát triển nhanh đúng theo cái quy trình nuôi mà hướng dẫn ở trên các trên tài liệu hoặc trên website, thì nhiệt độ cho dế thích hợp nhất là khoảng từ 32 cho đến 38 độ. Nên là các bác muốn cho nó đẻ nhiều đẻ nhanh hoặc lớn nhanh thì các bác xin thắp thêm bóng đèn vào. Đây là hai bóng đèn 40-45W một bóng, thì chúng tôi thắp cho nó sáng hoặc là chia cho nó bên này một cái, bên kia một cái, cho nó đều không gian bởi vì thùng to. Em mình thắp thêm tăng bóng xa ra một chút thì nó sẽ tỏa nhiều nhiệt hơn, nhưng mà tôi vẫn mở bởi vì là cũng phải nóng quá hoặc là nó bí vì thời tiết hôm nay cũng có nắng đây ạ. Đấy, quá nắng rồi nên là cũng cho nó tăng kháng một chút. Đây là dế con nở, dế con bám rất là nhiều chi chít vào các cái lá và dưới, bò từ dưới lên trên rất là nhiều, nở đều đẹp. Các cái khay trứng bây giờ thì không cần phải ấp bóng đèn nữa, ấp bóng đèn thì nó sẽ nhanh nở hơn, cũng như dế phát triển thì không thắp bóng đèn dế nó, trứng dế nó cũng sẽ chậm hơn, kéo dài ngày hơn cái ngày nở ạ. Thì bà con muốn nhanh thì bà con cứ tăng nhiệt lên một chút, gọi là cho cái bóng xíu xíu vào thôi, 5W vào thôi. Đấy, còn không thì thôi bà con cứ để mở ra thoải mái này, không sợ nở đâu. Các thùng trứng luôn luôn đầy ắp để gửi cho các bác khách hàng cứ sản xuất trứng để gửi cho các bác. Đây, những thùng này cũng sắp vơi đi rồi. Đấy, còn đây là các cái tủ đá đựng đầy thương phẩm. Các cái kha đây quay cho các bác xem các hộp dế. Nhân viên của trang trại Thanh Xuân làm thì cũng có các khu vực để các bạn ấy chia việc ra, các bạn ấy làm. Cái này được giấy. Tủ thì sẽ tủ hết tủ vơi. Các tủ hầu như đều phải sáng đèn để mình đây các cái thùng trứng đây ạ. Sản xuất nhiều lắm để ui tủ đấy các bạn ấy đựng cái gì đây? Đây dế đây. Đây dế đây ạ. Dế đây ạ. Dế để đi xuất đi cho các nhà hàng đầu xuân năm mới thì người ta mua rất nhiều ạ. Các đơn hàng về dế đông lạnh thì luôn luôn là nhiều.
website trangtrainison.com, các bác vào đây để nghiên cứu và tham khảo các gói để mình đầu tư nuôi dế, bán sản phẩm cho Trang Trại Anh Sơn. Chúng tôi thu mua hỗ trợ lâu dài quanh năm, mua một lần thôi bà con để tự nhân giống ra, có tắc kè, bọ cạp, sau khi nuôi dế thì bà con sẽ nuôi thêm con đấy nếu mà bà con có nhu cầu. YouTube Trang Trại Anh Sơn kênh 1, kênh Trang Trại Anh Sơn kênh 2, bà con tham khảo hàng vài nghìn video tại mỗi kênh này. Website và số điện thoại đây là tại Hà Nội 0974870000, tại Hà Nội, tại Nam Định cũng trên website này, thì cơ sở ở dưới Nam Định là Bắc Mạc quản lý 0945370300. Bà con gần khu vực nào sẽ liên hệ để mua giống và bán về khu vực đó. Chúng tôi đều có hỗ trợ cam kết bao tiêu thu mua cho bà con lâu dài. Cảm ơn những nhà gần xa.